Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trẻ nghèo bỏ đi, ông bố lặn lội cõng con tàn tật 28 km đường núi tới trường mỗi ngày. Thương cảm trước cảnh gà trống nuôi con của ông bố đơn thân cõng con đi bộ ròng rã 28 km đường núi mỗi ngày để đến trường. Câu chuyện về ông bố đơn thân miệt mài cõng con trai khuyết tật đến trường khiến nhiều người ứa nước mắt trước tình phụ tử thiêng liêng. Vốn xuất thân từ gia đình làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, người đàn ông này phải dậy từ tờ mờ sáng để bắt đầu ngày mới. Hàng ngày, người cha cõng đứa con trai duy nhất bị khuyết tật của mình đến trường với quãng đường 28 km trong vòng 1 giờ đồng hồ. Dù nhà cách trường xa như vậy, thế nhưng hai bố con chưa từng đi học muộn hôm nào, bất kể nắng mưa. Chúng tôi chưa bao giờ đến trường muộn cả, người cha nói về điều này với niềm tự hào khó tả. Tới 4 giờ chiều, anh tất tưởi đón con. Thậm chí ông bố đơn thân phải thay tới 3 đôi giày cao su chỉ trong vòng nửa năm bởi đường núi đi lại khó khăn, có những hôm trời mưa bùn nhão nhoét. Đôi khi, hai cha con gặp phải những chú chó hoang xuất hiện bất thình lình khiến họ được phen khiếp vía. Đến 9 giờ sáng sau khi đưa con trai đi học về, anh bắt đầu công việc đồng áng của mình. Chăm chỉ cần mẫn là vậy, nhưng vợ anh cam tâm bỏ lại đứa con thơ để dứt áo ra đi vì không chịu được cảnh nghèo túng. Kể từ đó tới nay, ông bố đơn thân vừa làm cha vừa làm mẹ, hai cha con chỉ biết nương tựa vào nhau. Cậu con trai độc đinh của anh năm nay 12 tuổi, nhưng mới chỉ vào lớp 1. Vì chân tay cuộc sống của cậu bé bị dị tật từ nhỏ nên không thể đi lại và buộc phải đến trường muộn hơn các bạn. Thương con chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, người cha chấp nhận cõng con trên vai cả quãng đường dài để cậu bé được học chữ. Vì tương lai của con, khổ mấy người cha cũng chịu, tấm lòng của cha mẹ lớn lao đến nỗi không trời cao biển rộng nào có thể sánh bằng. Có lẽ chính tình thương của người cha đã tạo sức mạnh để không quản ngại khó khăn cõng con trên lưng, đi đi về về suốt quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy mỗi ngày. Trước đó từng có câu chuyện tương tự về người cha ở Ấn Độ, âm thầm đào đường tắt đi qua núi vì thương các con phải đi đường xa mới tới được trường. Theo đó, chỉ có quốc xẻng thô sơ với trái tim vĩ đại của người cha, ông kiên trì phá đá núi suốt 2 năm ròng để mở đường đến trường cho 3 đứa con của mình. Sừng sững như núi, cứng rắn như đá cũng phải khuất phục trước sức mạnh từ tình thương. Câu chuyện về tình thương vô bờ bến của người cha khiến nhiều người khâm phục, không khỏi nghẹn ngào xúc động. Trước sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, hy vọng mỗi người con luôn hiếu thảo, bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành nhiều hơn khi còn có thể. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và gặp lại.